trong mình thấy mê liền, mê liền. Đó, thấy mấy màu không? Mấy cái màu nhìn như nắng chiều ở California Ghê quá. vậy các bạn. đi, đi, đã, Ghê. Đi đã văn chứ. Các bạn thấy anh tôi giống hot girl chưa? Không có sử dụng mascara nha. Mascara của ai? Bữa cũng giới thiệu rồi, giờ giới thiệu chi nữa. Nói đi, nói lại. Của ai? Của ai? Nói đi. Chúng mình đi. Mày quên liền nha. Hôm nay hai chị không thể được quay trở lại. Và hôm nay tụi mình sẽ cùng nhau make up kiểu tàn nhang. Và nếu như ngày hôm nay các bạn thấy anh Thư make up đẹp hơn Thiên Thư, các bạn cũng phải comment là team anh Thư. Và nếu như Thiên Thư đẹp hơn thì team Thiên Thư. Và các bạn cũng đừng quên vào Instagram của mình, follow mình nha. Và các bạn cũng đừng có quên follow Instagram của anh Thư, có tên là Thư Da, có hai chữ K ở cuối. Và subscribe kênh Song Thư Channel để mà ủng hộ cho anh Thư ra thêm nhiều view clip nữa. Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau make up tàn nhang thôi. Bước đầu tiên là chúng ta sẽ primer. Và hôm nay anh Thư sẽ sử dụng primer của Becca. Thiên Thư sẽ sử dụng primer của ai? Đây là đồ của Thư mới cho Thiên Thư nên Thiên Thư chưa có biết hiệu gì. Em biết mà em giả bộ không biết thôi. Hiệu của Milk. Các bạn ơi, Milk Makeup. Nói chung là các bạn ơi, các bạn đã thích anh Thư làm những cái video makeup rồi, các bạn sẽ biết được rất là nhiều đồ makeup, những cái hiệu makeup ha. Và những cái hiệu này là anh Thư mua ở US, UK ha. Anh không biết là đa số các bạn sẽ thích xài của Hàn Quốc đúng không? Đúng không? Những cái đồ gì? Mấy cái đồ gì của Hàn Quốc? Black Rú à? Nhiều à? Hiểu à? Thôi nghĩ ba xe. Ba xe à? Thì nói chung là hồi đó anh Thư cũng rất là thích xài 3CE. Nhưng mà về sau này thì anh Thư thích xài đồ của Mỹ, của Anh hơn các bạn. Cũng do Thiên Thư truyền cảm hứng chứ ai. Cái Becca này nó thơm, nó sợ luôn. Da anh Thư dạo này rất là khô, cái đó là phải xài cái primer của Becca. Cái primer này nó cung cấp cái độ ẩm cho da của mình, để mà khi mình make up lên thì da mình sẽ mượt. Tiếp theo là mình sẽ tới phần... Mình sẽ uống một miếng trà sữa các bạn. Mình sẽ tới phần kem nền. Hôm nay anh Thư sẽ sử dụng kem nền của Fenty Beauty. Bạn nào dân chơi ha, dân chơi là biết cái kem nền này ha. Kem nền này rất là nổi tiếng của nữ ca sĩ Rihanna. Mình sẽ dùng foundation của Anastasia. Cái foundation của Fenty Beauty này á, nó lên rất là đẹp và rất là tự nhiên. Và nó dành cho những người da dầu, da ăn bóng dầu quá, nên kem nền này là nó ráo khô luôn. Cái điểm yếu của cái kem nền này chính là mình phải dặm thiệt là nhanh. Tại vì sao? Nó sẽ khô rất là nhanh rồi nó sẽ đọng lại, nó dễ làm cho mình bị mốc nền đó các bạn. Mình đánh khó là mình dặm vậy nè, mình đừng có chay ra, đừng chay giống Thiên Thư nghe không? Mình chay nó mới học make up, hôm qua mình mới dạy nó make up cho nên là nó biết dặm rồi. Dù gì quá em đi. Mình thấy chị em gì đâu mà lúc nào cũng dìm em xuống. Nè, bây giờ các bạn hãy nhìn hai bên đi ha, các bạn sẽ thấy là bên đây của anh Thư nó rất là tự nhiên nhưng mà nó láng hơn bên đây đúng không? Ở đây thì nó còn những cái vết đỏ hay là vết đen gì đó, nó vẫn còn ở đây. Các bạn thấy chưa? Fenty Beauty rất tự nhiên. Bước theo là tụi mình sẽ sử dụng concealer ha. Thì cũng như cũ, anh Thư sẽ sử dụng concealer của Too Faced. Còn Thiên Thư sẽ sử dụng của Maybelline. Ok. Và mình có để sẵn đường link. Nếu các bạn thích những cái món này, các bạn có thể mua giúp mình. Mình cái gì, cái này người ta bán, bọn anh Thư có được cái gì đâu. Thư chỉ giúp cho các bạn là biết được là nên mua những cái này ở đâu là tốt nhất. Thì cứ kéo đường link đó xem món nào mình thích thì các bạn cứ click vào và mua. Tại vì đó là những cái đường link anh Thư đã nghiên cứu, nó rất là an toàn. Mua rất là đàng hoàng. Nó quen cái kiểu đó rồi, nó không bỏ được. Mày phải đánh như anh Thư nè. Ủa? Cái này ngày hôm qua Duy Ba dạy em mà Duy Ba nói là sao vậy? Bây giờ đó, ngoài cái đó ra, cái bước nó hồng nha.
comment, Thư sẽ sử dụng tiếp tục má hồng của Sunny Face dạng kem màu beige. Khi mà đánh má hồng mà kiểu cháy nắng á, các bạn sẽ dắt nó nè. Các bạn thấy không, giống như là dắt cái cây phơi đồ vậy đó. Từ đây nè, dắt qua đây, dắt qua đây. Trời ơi, giọng như ghê vậy trời. Không có giọng nè. Ok các bạn, bây giờ thì Thư sẽ tới bước phấn phủ. Thiên Thư sẽ dùng phấn phủ của The Face Shop. Ngốc quá. Đây cây phơi đồ không đâu. Thiên Thư sẽ uống một miếng. Tôi quảng cáo. Và bây giờ anh Thư sẽ đến cái bước quyết định cho make up ngày hôm nay á, chính là tàn nhang. Đây, khi mà để mà vẽ tàn nhang thì anh Thư sẽ sử dụng cái chì kẻ lông mày. Đây là chì kẻ lông mày của Sasha Tini ha. Anh Thư sẽ chấm. Chấm sao ta? Sợ. Mày lấy cái này chấm cho nó an toàn đi. Anh Thư sử dụng cái đầu bút nhỏ nhỏ này đó, để mà anh Thư chiết từ trong đây ra. Đấy, mày vẽ cho nó an toàn. Mình chấm hai cái đường xào phơi đồ luôn. Thì các bạn bây giờ Thiên Thư sẽ chải lông mày bằng cái chải của Anastasia. Nói chung mình chấm tầm 5 chỗ, mình chấm xen kẽ nhau ha, cho nó có một cái sự tự nhiên nhất có thể. Bây giờ thì Thiên Thư sẽ sử dụng bảng mắt của Huda Beauty. Đây, rất là đẹp. Đẹp chưa? Thiên Thư sẽ lấy cái màu này. Các bạn ơi, anh Thư đã làm xong những cái đốm tàn nhang đáng yêu của anh Thư rồi các bạn. Các bạn thấy không? Rất là đơn giản đúng không? Bây giờ mình sẽ qua bước tiếp theo, tức là mình sẽ phủ phấn ha. Và hôm nay anh Thư sử dụng phấn của Becca ha. Đây là một dạng phấn bột. Mà cái phấn này á, nó là những cái hạt dạng nước ha. Kiểu khi mà mình đi lên thì nó cảm giác như là nó tan vào da của mình. Mình phủ phấn ở vùng chữ T, từ cái vùng chữ T của anh Thư nó khá là dầu. Sau đó mình phủi đi và mình chậm những phần còn lại. Ủa sao xài phấn gì không nói người ta vậy xấu? Nói rồi. Nó khô chưa? Nó chưa khô thì mình phủ thêm phấn lên thôi. Mà các bạn thấy không, bây giờ mình đã có một cái diện mạo rất là xinh rồi đúng không các bạn? Và tiếp theo thì mình nói là mình vẽ cái lông mày của mình, thì hôm nay tôi cũng sẽ sử dụng cái chì kẻ lông mày của Sasha Tini luôn. Và nó có màu nâu ấm. Để mà kiếm mua cái lông mày này, để mà kiếm mua cái để mà kiếm mua cái chì kẻ lông mày này á, thì không có biết Việt Nam có bán không, tại vì cái này hồi đó đi Hồng Kông mua đó. Này mới có những cái lúc mà mình làm clip á, mình hay bị như vậy mấy bạn, kiểu như bị lo ra cho nên là không có tập trung được cái vấn đề để mình nói cho xong á, cho nên mình sẽ cà lâm. Rồi mình vẽ cái phông lông mày xong mình tô ha. Đó, mình tô. Uống một miếng cũng khoe. Vẽ chưa, thấy cái sợi khác biệt giữa hai bên lông mày chứ mấy bạn. Bây giờ mình sẽ khắc sợ ở đây ha. Khắc. Trời ơi, nhìn như mình khắc xong nó tới đây, nó sẽ trông rất là tự nhiên, đúng không? Thì mình sẽ lấy một cái cây đây, lấy cái đầu này nè, cái dạng cái đầu cọ này nè. Mình sẽ chẹt nó cho nó tự nhiên. À, đẹp chưa? Nhìn lại đẹp hơn Thiên Thư rồi chứ mấy bạn. Ok, mình sẽ làm xong rồi các bạn. Mình sẽ đánh một miếng nhũ. Các bạn thấy sao? Có đẹp không Xu? Nhìn thấy được đúng không? Mình sẽ làm lạc đi, thì khi mình khắc xong mình phải làm lạc nó đi một chút cho nó tự nhiên nha các bạn. Chải, dựng. Bước tiếp theo là chính là mình sẽ vẽ mắt ha. Thì hôm nay anh Thư sẽ sử dụng một cái bảng mắt siêu đẹp luôn. Đây là cái bảng mắt của Colourpop California Love ha. Nhìn nó bên trong mà thấy mê liền. Đó, thấy mấy màu không?
Nó cái màu nhìn như nắng chiều ở California như vậy. Ghê quá. đi tả văn. Hôm nay mình sẽ chơi cái màu nào lố các bạn luôn. Tất nhiên mình sẽ chơi cái màu này à, màu vàng chạch này nè. Anh Thư sẽ đánh mắt màu vàng. Anh Thư sẽ đưa cái màu vàng đó lên cái phần góc mắt nha. À, nhìn lại thấy nắng chiều chưa mấy bạn? Ok các bạn ơi, bây giờ Thiên Thư sẽ dùng mascara nha. Mascara của ai? Nói đi, nói lại. Của ai? Của ai? Nói đi. Của Maybelline. Maybelline nha. Cái này em Thư giống hot girl chưa? Rồi, tiếp theo là em Thư sẽ chơi với cái màu này. Vậy mà nói là không có chơi nhiều màu đè giống như Thiên Thư mà tưởng gì cũng đè chứ cô. Khi mà lấy màu á, lấy một màu xong đánh trong đậm đậm không có đường mắt không có màu nó sao đậm không có đẹp. Mình sẽ đánh cái phần màu mắt của mình. Wow, đẹp quá. Wow, không biết của Thiên Thư đã cong lên rồi. Anh Thư sẽ chơi tiếp tới cái màu vàng gold này. Đây là một cái màu nhũ ha. Lòng mi của Thiên Thư cong quá các bạn ơi. Thiên Thư đã đánh xong mascara rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh đến má hồng. Để bronzer trước chứ. Mình bị chị Anh Thư ngày hôm qua bắt là phải đánh bronzer. Ok, bây giờ Thiên Thư sẽ đánh bronzer. Thì trong cái hộp này nó có tận má hồng các bạn. Một tí nhũ bling bling cho nó mắt sáng lên. Các bạn thấy chưa? Thấy cái sự đáng yêu chưa các bạn? Không, không thấy. Và bây giờ mình sẽ điểm lên cái màu này. Mình sẽ lấy cái màu dưới đây mình điểm cho nó sáng cái con mắt này lên. Mình điểm ở chỗ nào? Mình điểm trong cái phần hốc mắt. Cái phần hốc này nè. Sáng như một cái ánh đèn luôn. Đó, sáng liền thấy chưa? Sáng liền luôn. Bên đây cũng vậy luôn. Sáng lên, sáng lên. Rồi, nó sáng rồi đó. Ở đây thêm một chút xíu nhũ nữa, ngay cái góc. Bây giờ Thiên Thư sẽ đánh má hồng của Lily Paris. Rồi, hai cái bản mắt khác nhau đánh thành màu giống nhau luôn, hay vậy. Mệt đúng không? Có cái gương là cũng than. Rồi, anh Hư sẽ ấy luôn nha. Ấy? Chấm hỏi. Trời, quên nữa. Không, cái mắt. Kẻ mắt có cái này là kiểu mắt cấp ngây thơ á. Cho nên là mình không có xài cái đồ kẻ mắt được nha. Không biết. Mình phải rút kinh nghiệm từ Thiên Thư. Thiên Thư đánh già lắm nên đừng có đánh. Mày có biết là ước mơ của anh Thư là như thế nào không? Được trang điểm mỗi ngày. Ước mơ có một cái phòng trang điểm. Một cái phòng luôn, chứ không phải là một cái chỗ luôn. Một cái phòng. Thì mà cái ước mơ đó nó viễn vông đó. Nó xa lắm. Mình sẽ dùng mascara của Fenty Cosmetics. Cái mascara này không thể không dùng được nữa. Có một cái mascara này anh Thư thấy nó cong thiệt luôn. Nó cong mà nó dài. Thì nó đã hoàn thành xong đánh má hồng rồi. Bây giờ mình sẽ đánh highlight. Ok các bạn, bây giờ Thiên Thư sẽ dùng highlight của Becca. Thiên Thư không thể quay các bạn được. Ok, em đã vẽ rồi. Có cái vụ bể phấn mà nó từ clip này sang clip kia luôn á. Nó là đời thường luôn á. Em bên dưới mà. Trời ơi, lem rồi, lem rồi. Mình sẽ chấm một nước miếng. Nhìn thương. Nói giỡn thôi chứ. Các bạn phải chấm nước thường nha. Đừng có nơ nè. Thì nó sẽ đi hết những cái phần lem. Đó, các bạn nhìn đi. Thấy cái con mắt của anh Thư chưa? Long lanh tình mẹ tình cha. Long lanh tình anh của một mái nhà. Rồi bây giờ mình sẽ dùng eyeliner bút kẻ mắt nước ha. Đây là kẻ mắt nước của Kat Von D. Đó, vậy đó. Đó, các bạn thấy không? Một cái đường rất mảnh thôi. Để mà đôi mắt mình trông có vẻ hút hồn hơn. Hút hồn. Gớm. Rồi, mình nhảy bên còn lại luôn nha. Nghe thì là đáng sợ các bạn. Nếu mà các bạn là fan của Thư hãy comment ở bên dưới cho anh Thư biết. Còn nếu mà bạn là anti fan của Thiên Thư hãy comment ở bên dưới là anti fan Thiên Thư nha. Thiên Thư đã đánh xong highlight rồi. Bây giờ thì mình sẽ đánh tiếp tục tới cái gì á? Cái gì ta? Cái gì? Cái này là cái gì?
Eyeliner. Không, cái này. Má hồng. Không. Tàn nhang. Chúc may mắn nha. Chưa xô. Rồi, tiên tư đi xuống dưới mở cửa cho người ta rồi ha. Bây giờ anh Thư sẽ tiếp tục cái phần của anh Thư. Anh Thư sẽ đệm lại một chút má hồng ở trên đây. Đây, cái má hồng mà kỳ này anh Thư xài vẫn là má hồng của MAC. Đây là màu Beatrice. Cái má hồng màu đào này anh Thư xài khủng khiếp lắm. Nói chung cũng có nhiều màu má hồng, nhưng mà đây là cái má hồng anh Thư xài nhiều nhất. Vì cái màu nó rất là tin, rất là dễ thương. Nói chung các bạn muốn xài má hồng mà để cho dễ lên màu á, thì các bạn nên xài MAC. Tuy chì nhiều. Chì nhiều thì tại lên màu lẹ lắm, lại giữ màu cũng lâu, nhưng mà màu rất là đẹp. Anh Thư sẽ điểm lại ở đây. Các bạn thấy nó hồng lên, hồng rất là nhanh. Ở mũi một chút. Mình hôm nay mình makeup cute mà, phải có một chút ở mũi nữa. Rồi, ok. Hôm nay anh Thư sẽ dùng cái highlight. Highlight ngày hôm nay là của Fenty Beauty. Anh Thư sẽ dùng cái O Tự Nhiên. Đây là cái cọ highlight của mình. Mình sẽ đánh highlight ở mũi thôi nha. Ở trán. Ấy chà, hôm nay anh Thư quên cái bước bronzer rồi. Anh Thư sẽ điểm thêm bước bronzer lên ha. Thì hôm nay anh Thư sẽ sử dụng cái bronzer của Too Faced Gingerbread. Đây là một cái màu phấn limited. Giờ chắc là hết bán rồi. Phấn nâu. Phấn nâu này rất là thơm cái mùi gingerbread. Mình sẽ đánh một chút để cho cái mặt mình nó có cái sóng động giữa tối và sáng. Không? Hôm nay anh Thư sẽ điểm trán của anh Thư. Chậm thôi cho nó tự nhiên, không nâu quá thì nó kỳ lắm. Các bạn thấy không? Nó nâu nhẹ nhàng á, rất là tự nhiên. Và một chút ở cái càm cho nó bớt bưng. Hai cái má. Và không quên đánh ở cái mũi. Cái mũi thì anh Thư sẽ lấy cái cọ này ha. Đây là cái cọ có cái hình tròn. Nó sẽ dễ xoáy vào những cái chỗ mà ngóc ngách trên cái gương mặt của mình. Mũi nè. Đó. Kéo xuống. Các bạn thấy chưa? Rất tự nhiên nhưng vẫn không thiếu đường nét. Mình làm cái cầm ở đây một cái để cho cái cầm mình có vẻ như nó dài ra một chút. Rồi, bây giờ anh Thư chỉ còn một cái bước cúng cùi nữa thôi mấy bạn ơi. Cái bước cúng cùi này là anh Thư sẽ đánh son ha. Thì hôm nay anh Thư sẽ dĩ sụn. Để lên. Nè nè, các bạn chấm này, các bạn có cách này nha. Các bạn nhìn vô Thiên Thư nha. À, nhà bà giúp em nha. À, được. Nè nè, chấm gì đúng không? Rồi, sao một rồi dữ vậy ta? Hiện giờ em lỡ vậy rồi, phải cứu liền. Các bạn thấy không? Ví dụ các bạn lỡ chấm một cái đốt quá bự vô cái mặt mình rồi, thì các bạn lấy cái tay, bạn tán ra liền luôn. Chấm thêm cái này nữa đi. Rồi. Bỏ cái tóc này ra coi, trời ơi, chắc cắt cái cổng luôn. Đúng rồi, em tính rồi. Đây cũng là một cái cách đánh tàn nhang nhanh. Cách rất là nhanh hơn cách của anh Thư. Của anh Thư phải cần cọ. Thì mình không có cần thiết phải cọ ha. Nhưng mà cách của anh Thư thì lại nhìn nó tự nhiên hơn. Còn của Thiên Thư thì đó, công nhận là thấy tàn nhang thiệt ha. Bây giờ anh Thư sẽ đánh son. Tất nhiên vẫn là son của Sunny Face. Và hôm nay anh Thư sẽ đánh màu Milky. Kiểu màu nâu ánh cam vàng vàng rồi đó. Nó sẽ hợp với cái makeup look ngày hôm nay. Ồ, các bạn ơi, Thiên Thư bị tàn nhang rồi. Nhiều quá. Các bạn thấy cái sự đẹp đẽ của cái màu son này chưa? Đây là màu Milk Tea. Anh Thư có để đường link bên dưới, nếu các bạn thích các bạn hãy click mua nha. Em có muốn mượn son không? Đánh cây này là hợp với makeup tàn nhang nhất. Rất là tây luôn, cái màu này quá tây luôn, anh Thư thích quá đi. Thiên Thư dơ lên coi son gì, Thư khoe đi. Không, đang rửa son. Ai ha, rửa đi. Nó sẽ mặn một miếng giấy để cho nó tự nhiên. Không có giấy ở đây luôn, mình sẽ bận bằng tay đi. Nè, tay à. Rồi, nó dính chắc vô rồi đó. Hãng này hãng gì á, TikTok lipstick à mem gì đó, satin. Nói chung bây giờ Thiên Thư sẽ dùng son màu đất. Màu cam đất các bạn. Anh Thư thấy là cái tàn nhang của anh Thư nó chưa nổi bật cho lắm, anh Thư sẽ điểm lại. Cái cây đó đâu? Trời ơi, xài rong văng bên đây. Ai mà thấy được, không biết nữa. Anh Thư điểm lại là cách đó như là cách của anh Thư làm ha. Anh Thư thấy là điểm kiểu đó thì mới dễ thấy. Đây là cái mascara chân mày ha. Anh Thư sẽ chấm nhẹ lên đây. Đó. Mấy cái mục này nó hơi bự sao á. Nhìn kìa, giống mấy cái mục rồi ghê.
tự nhiên quá à. Của Thiên Thư thì rất là tự nhiên. Cái cây son mà Thiên Thư mới đánh cũng là của Thiên Thư cho anh Thư luôn. Ồ là Thiên Thư. Của anh Thư cho Thiên Thư. Mai mốt làm một cái clip make up lấy đồ của mình. Mai Thư không lấy đồ của chị Thư đâu. Để quả luôn, để bẩn xài luôn, để tóc bẩn, đeo quả luôn. Các bạn ơi, là hôm nay tôi đã xong cái xì tai make up của anh Thư rồi. Anh Thư nghĩ là có vẻ anh Thư hơi bị thiếu má hồng đúng không Thiên Thư? Hay là hôm nay anh Thư sẽ cột tóc hai chùm ta? Make up này rất là hợp với mái tóc hai chùm như thế này đó. Các bạn thấy hợp không? Anh Thư nghĩ là anh Thư sẽ thêm một chút cái màu cam ở giữa môi. Anh Thư sẽ xài cái son Fenty Beauty màu Freckle ha. Đây là màu cam gạch. Thiên Thư đã xong rồi các bạn. Mình sẽ quá make up rất là nhẹ ở giữa môi các bạn. Đừng cho nó lan ra thêm nha. Anh Thư sẽ xịt khóa make up của Too Faced. Xịt khóa make up này siêu thơm mùi đào luôn các bạn ơi. Và nó sẽ giữ cho cái make up của mình dài lâu không chảy. Bạn ơi, vậy là hôm nay tụi mình đã make up xong cái kiểu make up tàn nhang. Vậy thì theo các bạn, ai make up tàn nhang đẹp hơn ai? Các bạn hãy comment ở bên dưới cho tụi mình biết nha. Bye bye, hẹn gặp lại. Something love you.